Không chịu cầu tiên hay chẳng làm gì cả, luôn là kẻ mà từ rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng thế, muốn đạt được thành công thật mất quá trình tích lũy dài, hành trình dù vạn dặm thì cũng đều bắt đầu từ những bước nhỏ, nên hãy cứ bước từng bước một. Đỉnh cao mơ tưởng xa vời kia ta đi qua, những đỉnh cao mơ tưởng xa vời kia ta đi qua những